Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàn. Vị ngắm nghía sơ ha, tàn đẹp không quý vị ơi. Tàn kính mít ha. Đây, chào Minh. Dạ em chào anh Tuấn. Dạ em xin kính chào cô chú đam mê mai vàng trên toàn quốc ạ. Dạ hôm nay em cũng tiếp tục về lô mới nha anh chị. Cảm ơn cô chú mình đã ủng hộ em những clip vừa qua ha. Dạ em ở đây là em địa chỉ em ở Chợ Gạo Tiền Giang, em tên Tuyết Minh. Số điện thoại là em là 0368783640, cũng là số Zalo nha cô chú anh chị. Dạ rất mong cô chú anh chị mình xem hết clip ủng hộ giúp em ha. Dạ em chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý nha anh chị. Dạ. Rồi em tiếp tục cái lô ngày hôm qua nha anh chị. Dạ cái này tiếp tục là cây mã số 29. Rồi, mã số đầu clip hôm nay là 29 nha quý vị. Đó, ngày dạ. Mùng 10 ngày vía thần tài đây ha. Rồi cao khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m1 nha ngờ quý vị. Đây xương cành luôn, cành đều rang luôn anh chị. Đó. Hình thức của em vẫn là bao xím bao sống toàn quốc nha anh chị ơi. Rồi cây mã số 29 luôn. Rồi em vô hoành hoành luôn, 22 hoành. Rồi hoành 22 cái này dạ. Vừa làm xong chưa kịp tắm luôn nè. Dạ đó. Vừa làm xong luôn. 22 hoành. Rồi mã số 29 em vô lưu 800 nha anh chị. Rồi xuống cây luôn, 800 ngàn, 800 bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn, số 30, tiếp tục là mã số 30. Rồi 30 thì em này cao tầm khoảng 1m6, tán ngang em này chắc khoảng tầm 1m2 có hơn, 1m2 có hơn đó quý vị. Dạ tàn tròn lực. Tàn tròn xương cành rất là lực nha anh chị. Dạ rồi xem anh chị mình xem hết clip ưng cây nào rồi cứ alo cho em nha anh chị ơi. Rồi 23 hoành. Rồi hoành 23. 23 hoành cây mã số 30 luôn. Rồi 23 hoành, em giao lưu 800 luôn anh chị. Rồi xuống cây luôn, 800 bao ship luôn. Rồi mã số là mã số 31. Rồi này cái hoành hơi bự nè, tông cao nè. Ủa gì thích tông cao chốt này nha quý vị ơi. Rồi cái này quá đẹp anh chị ơi. Cao quá ha. Cành này quá bao, luôn. Báo hết chiều cao luôn ha Minh. Dạ báo hết luôn đi anh. Rồi báo hết chiều cao nó khoảng tầm hơn 2m đó vừa về. Để báo 2m đi ha. Rồi tán ngang em này chắc khoảng tầm 1m rưỡi rồi quý vị. Đó, cao thì khoảng 2m ha. Cái này nó giống như cây thông luôn anh chị, rất đẹp luôn ha. Tay cành đều luôn. Tay cành rất là đều luôn. Dáng trực luôn, trực thẳng luôn anh chị. Rồi như cây tàn thông luôn nè. Rồi em vô hoành luôn ha. Rồi 27 hoành. Rồi tàn đều. Hoành 27 rồi, thức luôn. Rồi mã số 31 này em giao lưu 1,7 triệu nha anh chị. Rồi 1,7 triệu. 1,7 triệu bao ship. Cây luôn. 1,7 triệu được cây mai bự chảng luôn. Rồi mã số rồi, tiếp theo. Tục. Mã số 32. Rồi cũng tông cao nữa đây. Em này cao cũng lấy 2m luôn quý vị. Tán ngang cũng cỡ 1,5 m như cây vừa rồi ha. Tay cành, tay cành cũng rất đều anh chị, xương tàn đều rang luôn. Rồi mình vô cái hoành em đó luôn hoành ha. Luôn. Rồi hoành thân là 23,5 triệu. 23,5 triệu. Rồi. 23,5 triệu. Rồi cái này em giao lưu 1,3 triệu nha anh chị. Rồi 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu bao ship luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Theo là mã số 33. Rồi em này cao lấy 1,5 m nhưng quý vị, tán ngang 1,3 m nhưng quý vị. Em này cái thằng xe nè. Cái này xe. Rất là lực cành đó anh chị. Rất lực cành luôn. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn. Rồi số 33. Hoành là 23,5 triệu. Rồi 23,5 triệu hoành. Rồi 33 này em giao lưu 1,2 triệu nha anh chị. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. 1,2 triệu bao ship luôn. Rồi, tiếp tục số, là mã số 34. 34 này cao lấy 1,6 m nhưng có gì. Tán ngang lấy gọn gọn 1m. Cành cũng đều quá đây. Nó phân bố đều ha. Rồi hoành thân là 22,5 triệu. Rồi 22,5 triệu hoành. Rồi 34 này em giao lưu 700 nha anh chị. Rồi xuống cây luôn. 700 ngàn. Rồi anh chị mình có ưng số lượng thì em để giá sỉ luôn nha anh chị ơi. Để nói chung lô này em cũng còn rất là nhiều cây ha. Có 10 tặng 1 luôn không em?
Dạ, mua 10 tặng 1 luôn. 10 tặng 1 luôn. Dạ. Rồi cây tiếp tục cây mã số 35. Rồi này cao khoảng 1m7, tán ngang khoảng 1m2 nha quý vị. Quý vị mua 10 tặng 1 luôn. Đó. Rồi, vô hoành luôn ha. Tại cành điều. Rồi hoành là 18,5. Rồi, tại cành điều rang ha. Rồi cái này em giao lưu 700 luôn chị. Rồi, xuống cây luôn. 700 nha. Mã số 35, 700. Rồi, 36 tàn tiếp tục xè, 36 lùng lực tàn xè. Lùng lực tàn xè. Em này cao chắc cỡ 1m2. Tán ngang cỡ 1m5 quý vị ơi. À, cái tàn xè đẹp ha, tại cành lực. Này có cái mặt bông luôn đây quý vị nè. Có cái hoa, cái này bông ở trên đó như là 6-7 cánh vậy đó ha. Ở đây 7 cánh nè. Ở dưới đây 8 cánh đây, cánh bông bự luôn đó ha. Qua hồi nãy nó được 10 cánh nó mới rụng hết 2 cánh. Đến hiện tại nó rụng rồi. Rụng hết 2 cánh. Nói chung là cũng bông thì thấy cánh nhiều không đó quý vị ơi. Dạ, dạo Thủ Đức thì nó đẹp lắm anh chị. Tại cành lực nó ha. Rồi hoành là 26,5. Rồi, 26,5. 26,5 nha anh chị. Rồi cái này em giao lưu 1,3 triệu anh chị ơi. Rồi 1,3 triệu. 36 à, lùng rồi, lực. Rồi xuống cây luôn. Lùng lực tay cành lực bông đẹp luôn. Rồi mã số 37. Em này cao 1m3. Tán ngang 1m3 luôn. Em này tàn cũng xè đẹp đây quý vị. Tàn xè đẹp ha. Xương cành lực 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 không đây. Vậy là ok rồi. Dạ cái này rất đẹp, xương tàn xè. Xe đẹp ha. Rồi, rất đẹp cái anh chị. Thấp thân thấp luôn, cái gì thích thân thấp thấp chất này. Hoành 24,5. Rồi, 24,5. Luôn như em. Rồi cái này em giao lưu 900 anh chị. Rồi, xuống cây luôn, 900. 900 bao ship rồi anh chị ơi. Rồi trong rồi. Quá trình xem anh chị mình ưng cái nào cứ alo em ha anh chị ơi. Này cao lấy 1m7 nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm 1m1 ha. Rồi, mã số 38. Rồi, thân cành luôn. Rồi, vô hoành luôn. Vô luôn. Hoành là 22,5. Rồi, 38 này em giao lưu 700 luôn. Rồi, 700. Này, đế này nó nơm nơm xuống nè. Rất là đẹp ha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 39. Rồi, 39. Rồi, em này cao tầm lấy 1m3. Tán ngang 1m3 luôn. Tàn tròn luôn. Đây, cái tàn ở đây quá vậy. Phơm này lùng lực rất đẹp ha anh chị. Đó, tàn rất là đều luôn, chi cành lực lực luôn anh chị ơi. Rồi, vô cái hoành báo luôn. Hoành 23,5. Rồi, 23,5 hoành, giao luôn như em. Rồi, 39 em giao luôn 1 triệu nha anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu. Rồi, lên cây mới luôn. Tiếp tục là mã số 40. Này cũng khá là cao ha, cao khoảng 1m8 đến 1m9 đâu vậy. Tăng ngang khoảng tầm 1m2 ha. Tông cao. Này phong cao nè, nó cũng dán trực về mình kéo kéo tàn ra anh chị, cũng rất đẹp. Cành này cũng đặt hết trơn nè. Rồi vô cái hoành. 21 hoành. Hoành 21. Rồi 40 này em giao lưu 700 luôn anh chị. Rồi xuống cây luôn, 700 ngàn. 700 ship luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo là mã số 41. Rồi. Rồi, em này cao khoảng 1m4, tán ngang khoảng 1m3. À, tay cành đều nha quý vị. À, tàn xè đẹp ha. Tàn xè rất là đẹp anh chị. Rồi hoành thân là 22,5. Rồi 22,5 này để bát để nở luôn. Rồi mã số 41 này em giao lưu 800 nha anh chị. Rồi xuống cây luôn, 800 ngàn. Tiếp tục mã số 42. Rồi 42 thì em này cao tầm 1m5. Tán ngang gọn gọn lấy 1m nha nha quý vị. À, mấy em này thì tàn cũng được con sơ sơ vô nè. À, chắc cây nó khỏe ha. À, tay cành của chị cũng ok rồi. Rồi. Đấy. Hoành. Dạ hoành là 19,5. Rồi. Rồi 42 này em giao lưu 600 nha anh chị. Rồi xuống cây luôn, 600 nha. Rồi mã số tiếp theo. Tiếp theo là mã số 43. Rồi 43. Cái tông cao nó quý vị ơi. Này cao là cỡ 1m8 nha quý vị.
Tán ngang thì em này nó khoảng tầm 1m3 ha. Tàn nó hơi lệch lệch tí xíu nhưng tàn hơi lệch tí xíu nha anh chị. Rồi em để cây này rẻ rẻ cho anh chị về dưỡng lại luôn ha. Giờ quý vị thấy là con này mình tạo tay cành mới chỉnh nó lại không quý vị. Dạ, hoành là 21. 11. Rồi cái này em giao lưu 600 anh chị. Đó, về quý vị này 600 giống như bán cái phôi luôn. Bán như phôi vậy, về anh chị mình con tàn lại xíu dưỡng là năm tới chơi ok luôn anh chị ơi. Xuống cây luôn. Tàn đó là quý vị về dưỡng sửa lại ha. Giá đó là cũng như giá phôi rồi. Rồi, mã số 44 luôn. Rồi, em này cao khoảng 1m8 luôn quý vị. Tán ngang khoảng 1m3 ha. Rồi, em vô hoành luôn. Rồi, vô luôn. Hoành là 23 hoành. 23 hoành. 23 hoành luôn. Để như có mấy cọng bự nè. Bên đây cũng có nữa nè. Cọng bự đó. Tại hắn làm đế không có khai thác nhiều anh chị, mai tàn. Rồi, giao lưu như đây em ơi. Rồi, 44 này em giao lưu 800 nha anh chị. Rồi, xuống cây luôn, 800. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, tiếp tục mã số 45. Rồi, 45 này cao khoảng tầm 1m7 luôn ha. Tán ngang này chắc khoảng mét 2. Phong tàn dù anh chị. Rất là đẹp luôn nè. Rồi, em vô hoành luôn. Rồi, 21 hoành. Mốt cái này cũng có cái bát đế nở nở ha. Dạ, bát đế nở em đo 24. Rồi xuống 24, đây là 24. Trên là 21 ha anh chị. Rồi mã số 45 này em giao lưu 700 luôn anh chị. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Tục là mã số 46. Rồi 46 thì em này cao tầm 1m7 luôn quý vị. Em này xương ngang nè. Tán ngang chắc khoảng 1m4 á quý vị. Đằng xè ha. Xương ngang xè đẹp. Toàn xè rất đẹp luôn anh chị. Mã số 46 luôn. Thì về mình đỡ tốn cái thêm cái công kéo tàn. Này tàn ngang đẹp rồi, đẹp sẵn ha. Rồi. 23 hoành. Rồi hoành 23. Rồi 46 này em giao lưu 1 triệu luôn nha anh chị. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 47. Rồi 47 đây. Này cũng không cao ha, cao đến 1m7 luôn rồi quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng tầm 1m3 đến 1m4 rồi quý vị. 1m3 đến 1m4 ha. Rồi, xương cành luôn. Cái này tàn cũng đều ra luôn anh chị. Quá rồi ha. Rất là đẹp luôn. Hoành là 25 hoành. Rồi, hoành 25. Rồi, mã số 47 này em giao lưu 1 triệu mốt nha anh chị. Rồi 1 triệu mốt. 1 triệu mốt bao ship luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi tiếp tục là mã số 48. Một em lùng lực. Đó này cao khoảng 1m3. Tán ngang khoảng 1m1 quý vị. Này cũng xương cũng ngang ngang ha. Lùng lực đẹp, đế đẹp nha anh chị. Đế trải đều luôn, rất là đẹp luôn ha. Rồi 24 hoành. 24 hoành. Để nè, có đây ha. Rồi 48 này em giao lưu 900 nha anh chị. Rồi 900 nghe. 900. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 49. 49 tàn hơi bự đây. Nổi không? Bầu bự, tàn bự ha. Bầu bự. Có cái chiếc miếng cây chê nữa. Làm đế nó bị nghiêng qua bên. Này mình phải chỉnh cây lại xíu lên ha. Này cao khoảng 1m8 quý vị, tán ngang thì khoảng 1m6 đây. Cây đắng. Rồi, xương cành luôn đây quý vị ơi. Là cây số 49 anh chị, cây này nó muốn nứt nách, nó lên xù hay gì này. Có dấu hiệu lên xù. Già cây nó già cây. Nách, xì xì nhựa. Nè, cái nách này nó bung một cục chảy luôn nè. Nó mới thành xù chảy luôn á. Rồi, mã số 49 ha anh chị. Rồi, mình xuống cái hoành cái ha. Dạ. Rồi, hoành là 24,5. Đế cũng có ha, mới cạo cạo sơ sơ trên đó ha. Có mấy rồi, cái này em giao lưu 900 anh chị. 900. Đế có trơn ha. Nè, đế có trơn mà tại vì mê tàn, tụi em không có khai thác đế nhiều anh chị. Rồi, 900 ngàn. Rồi, 900. Mã số 49. Rồi, nặng dữ. Tiếp tục là mã số 50. Rồi, lên luôn.
Cái đó quá nặng luôn. Kệ 49 là khiêng thì không nổi luôn. Này 50 nha quý vị. Rồi tiếp tục mã số 50 luôn. Rồi em này cao lấy 1m7, đánh ngang khoảng 1m1 quý vị. Đây mã số 50. Đó, nụ siêu nụ luôn. Tay cành rất là lực luôn. Nụ thấp còn quá xá luôn. Đó, mấy em này thì đợt Tết không có làm bông bán Tết. Hoành là 23. Bán mai tàn quý vị ha. Rồi mã số 50 này em giao lưu 800 anh chị. 800. Rồi, 800. Rồi xuống cây luôn. Rồi, rồi số 51. 51. Rồi em này cao tầm khoảng 1m3, tán ngang cũng cỡ 1m3 luôn. Đó, thằng đây, thằng xè đây quý vị nè. 1m3 đó ha. Rồi hoành là 22,5. Rồi 22. Rồi 51 này em cũng giao lưu 800 luôn nha anh chị. Rồi 800 luôn. 800 luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 52. Rồi 52. Rồi em này cao khoảng 1m8 thôi quý vị. Tán ngang thì khoảng tầm khoảng 1m2 ha. Cây này dáng trực quá đẹp anh chị. Thương cành đây đều rang luôn. Rồi vô cái hoành luôn. 24,5. Hoành là 24,5 anh chị. Rồi 52 này em giao lưu 1 triệu luôn anh chị ơi. Rồi xuống cây luôn 1 triệu. Rồi mã số 53. Tiếp tục là mã số 53. À, em này cao khoảng 6 đến 1m7 đó quý vị. Bảo lấy 1m6 cho chắc đi ha. Tán ngang thì khoảng tầm 1m3 nha quý vị. Rồi xuống cành đây. Quá lực quá đẹp luôn anh chị. Hoành thân là 24. Rồi 24. Rồi 53 này em cũng giao lưu 1 triệu luôn anh chị. Rồi 1 triệu luôn. Rồi xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số luôn. 55. Ủa 54. 53 tới 54. Rồi 54 thêm này cao mình báo lấy 1m, nó nằm khoảng 1m7 đến 1m8 quý vị. Tán ngang khoảng 1m2 ha. Đây, xuống cành luôn. Nhóc luôn ha. Cạch cạch, rất là lực cây. Hoành là 24,5. Rồi 24,5. Rồi 54 này em giao lưu 900 anh chị. Tay cành đều quá nè ha. 900 bao ship luôn. Rồi xuống cây luôn 900 ngàn. Rồi này mới 54 đây. Này cũng bự nè. Tiếp tục mã số 55. Này 55 hả? À 55 nhưng cái gì 54 vừa xuống ha. Rồi cái này rồi, số 55 thì này cao khoảng 1m7 đến 1m8 ha. Tán ngang này cũng cả 1m5 quý vị, tàn bự nè. À, tàn bự chảng. Rồi em vô hoành luôn. Hoành là 25,5. Đó đó hàng đó, đó 25,5. Rồi mã số 55 này em giao lưu 1 triệu 3 nha anh chị. Rồi 1 triệu 3. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục là mã số 56, cũng là cây cuối clip nha anh chị ơi. 6. 56 cũng là cây cuối clip luôn. Này cao khoảng 1m6 luôn, tán ngang khoảng 1m1 luôn. Đây, hoa đây. Đó, hai lớp luôn ha. Rồi, chung lô á anh chị. Dạo Thủ Đức thì hoa nó đẹp đó anh chị. Hai lớp. Lớp bông màu nó rất là thơm luôn. Này xương này cũng ngang ngang nè ha. Rồi, em vô hoành. Hoành là 21 ha anh chị. Rồi, 21 hoành. Rồi 56 nè em giao lưu 600 luôn. Cây cuối clip. Cây cuối clip không đẹp luôn. 600 ngàn. Rồi giờ là muốn nói mình. Dạ rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị mà định mình đã ủng hộ em những clip vừa qua ha anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em những clip kế tiếp ha. Dạ rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn ạ. Rồi em chào hẹn gặp lại quý vị clip sau.